Đây là nhà hát Hòa Bình quý vị, có chương trình tiệc phẩm song ca, nhạc tình muôn thở, có Trường Vũ, Hạ Vi, Quang Lê, Hà My, Ngọc Sơn, Sơn Tuyền, Mạnh Đình, Thu Hằng, Phương Bí Chi, Trung Quang, MC Anh Quân, Thanh Giang. 20 giờ Chủ nhật 14 tháng 5, nhà hát Hòa Bình đó quý vị, live show. Vậy là Chủ nhật tuần này, và trong này có cái trưng bày tượng sáp nghệ sĩ Việt Nam quý vị. Rồi Hải đang đi bộ qua từ nhà hát Hòa Bình qua Viện Hoa Đạo Việt Nam Quốc Tự quý vị, để quay clip cho quý vị xem lễ Phật đản sáng ngày rằm tháng 4 2017, lễ Phật đản ở Sài Gòn như thế nào nha. Toàn cảnh cái buổi lễ đó vậy. Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Tầng phía dưới mặt đất của ngôi chính điện mới nữa vậy. Đây là phòng có máy lạnh nè. Phần tầng hầm mà gửi xe đó vậy. Đây là khu phục vụ nước uống miễn phí, trà miễn phí. Đây là bàn ghi công đức đó gì, cúng dường xây dựng chùa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố làm nghi lễ thực hiện các nghi thức niêm hương cúng dường tiên nhân tôn kính bậc đạo sư, cùng tiên trì giải phóng lịch sử tôn định ân quan. Đoàn công thành đức Phật đạo sư trang nghiêm. Rồi mới gì lên đây. Trên đài cao chính điện để xem vừa diễn ra nghi thức lễ tắm Phật đó gì. Đoàn trước điện qua cung kính đức Phật đại sư trang nghiêm nhớ đại vị tổ quốc và Phật giáo. Đoàn chiêm tâm ngồi nhạc sắc thân kiên trì hót loa tràng bao nhập trầm đèn có sen trang nghiêm chi truyền trong sáng sớm tiết tháng tư kính niệm đức Phật đại sư. Như tôn đức giáo phẩm ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, 24 ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện giới đi hội trang nghiêm cung kính dự quan đức Phật đản sinh hướng về đại đại chính của Phật giáo thành phố.
là một sự kiện đặc biệt kính mừng Đức Phật đản sinh mới độ người Phật đản tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lễ Phật Kỳ Quan lần thứ ba do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức. Đây là sự kiện được tăng ni Phật tử mong đợi mỗi mùa Phật đản về nơi thành phố đang đặt này với niềm quan hỷ yêu biên. Đặc biệt trong buổi sáng tháng tư trong lành đầy đặc dị thiên nhiên trong lòng tất cả tăng ni Phật tử thành phố. Đoàn Chú Kỳ Hoa cung kính Đức Phật đản sinh là nét đẹp truyền thống của Phật giáo thành phố được duy trì bao năm qua, đã tạo nên không khí hân hoan kính mừng Đức Phật đản sinh cho đông đảo tăng ni Phật tử người dân thành phố Hồ Chí Minh. Phật đản hôm nay chính là một trong những hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo thành phố trước đến chợ Đại Nội để đại diện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 9/2007-2022 tiến tới chợ mừng Đại Nội để đại diện Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2007-2022. Toàn cảnh sân lễ mừng lễ Phật đản ngày rằm tháng 4 2017 rồi quý vị. Em mới vừa đúc xong cái đại hồng chung rồi gì. Tượng Phật chưa có chính thức, vẫn còn đang để trong hộp cái gì hộp kiến. Đây cái phần này cũng chưa có hoàn tất nè. Cái đại hùng chung cổ đây là hành lang rồi đó. Đi toàn cảnh Việt Nam Quốc tự Viện Hóa Đạo quý vị xem ha. Sáng ngày Phật đản.
đây tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cái gì, cầu cho tất cả mọi người, quý vị luôn mạnh khỏe, bình an. Đây, đi Phước Điền. Rồi đây là vô trong chính điện của chùa Gốc nè. Toàn cảnh bà con đi cúng ở vậy. Gạo cúng dường. Đây là một số bức tranh về sự tích Đức Phật. Ngôi Tam Bảo vậy. Hình chân dung của Hòa Thượng Thích Từ Nhân. Đó, đi một vòng quay cảnh chùa Viện Hóa Đạo Việt Nam Quốc Tự ngay ngày Phật Đản rằm tháng 4 2017 quý vị. Hy vọng những đoạn clip này giúp quý vị đỡ nhớ Sài Gòn và chúc quý vị an lạc, hoan hỷ mùa Phật Đản. Ok, thank you. See you quý vị nha.